Dạ Tân xin chào cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh Tân nha. Hôm nay là đi chợ sáng thứ ba 6 tháng 9 cô chú anh chị. Thì hôm nay Tân tiếp tục đi chợ đầu mối Bình Điền để cập nhật giá cả hải sản tại chợ đầu mối Bình Điền như thế nào nha. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị mình cùng đi theo Tân để cập nhật giá cả hải sản, các mặt hàng hải sản nghêu sò, ốc tôm như nọ, tất cả các thứ mặt hàng ở trong đây. Thì bây giờ bữa nay mua mặt hàng nào thì review mặt hàng đó. Bây giờ chứ nhiều mặt hàng quá giờ không biết nói gì giờ. Bây giờ xin mời cô chú anh chị mình đi theo Tân để cập nhật giá hải sản ngày hôm nay nha. Cô chú anh chị mình có đặt hàng thì cứ nhắn trực tiếp vô cái số trên màn hình của cô chú anh chị. Nếu mà gọi không được thì cứ nhắn tin trực tiếp vào thì Tân sẽ trả lời của chú anh chị mình nha. Chứ đừng có nhắn qua Zalo nhiều khi lúc Tân không có trả lời được. Cái hồi nay nhiêu Thảo? Hồi tươi Thảo ơi. Hả? 300 hả? Hồi này 300 ngàn của chú anh chị ơi. Cái hồi đặt này về ngon lắm nha, cái vừa xay vừa xay. Thay 5 cái mấy 6 kg à. Để anh mở hàng cho con nước đầu tiên nè. Mấy con này 300 ngàn. 300 à, lụm vô cân lấy đọc số ký anh luôn à. 300 ngàn. Ô, cái này có hàng cá cóc ngon quá. Hàng hiếm, cái này là muốn ăn là phải đợi lâu lâu cô chú anh chị. Con này 2 ký mấy con á. Ôi, cá này ngon, cá này cá sông, cá thiên nhiên nha, cá nào có nuôi nha. Bởi nó lâu lâu mới có con lọc. Ok, 5 ký 6. Con cá hồi 5 ký 6. Ôi ôi, cá này ngon nè. Nhìn là biết nó tươi cỡ nào hả cô chú anh chị ha. Quá trời cá cấp này như 180, 190. Cá này thường thường cả 180. Cá cam này nha em ơi. Cá 7 lạng á. 7 lạng đó không? Đúng. 8 lạng có không? Mà nếu mà anh mua cỡ mà 8 lạng nên tính tiền được. 8 lạng đi, không. 8 lạng cũng khó nữa hả? 70. 5 kg à. 5 kg lựa được không? Lá có bán lẻ không? 8 lạng 9 lạng nha. Bây giờ không có biết sao giờ. 8 9 lạng. Nó nục cái sao 3. Nục sao 3 với nhiều. Sao 3 lắm rồi. Con nửa ký có không? Dạ. Nửa ký có không? Nửa ký hả? Dạ. 5 ký. Ừ. Cái hồ vi lê này 270 hả? Rồi vậy đi ha. Rồi. Nãy nó nằm cái máy của mình đó. Bên này không có con nào luôn hả? Sao mà nó ngay 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 rồi em vớt lên đây nó tỉnh lại vậy? Bữa nay chia tay cái xác luôn cô chú anh chị ơi. Mấy bữa nữa lần hả? Ba bữa nữa mới có rồi. Rồi bữa nay chia tay mấy người ăn cá xác rồi, bữa nay không có hàng luôn. Để xíu coi. Để đi lên 6 kiếm đồ ngon ngon thì sớm kiếm đồ ngon cho cô chú anh chị mình mua xong gửi đó. Lớn sò này nhiêu mà lớn kia nhiêu? 75, 75. À, 75 xong rồi. Này hả, 270 hả? Lấy này đi. Lấy loại 170 này đi. Để coi nhiêu ký. 70 ngàn cô chú anh chị à. Mối. Mối lấy mỗi ngày. Này có mối xanh có không sao? Cái gì đó? Mối xanh. Có, đã nói có là có mà. Có chừa 8 con. Dạ, thôi chứ. Bán cá lạc nhiều. Lạc anh. 170 thôi. Rồi bắt cá lạc cho nó mang đây.
80 hả? Ô hôm nay có con cá mập. Cá mập này mắc không sao? Sao cá mập này bao nhiêu tiền sao? Cứ giá trên liền mấy chục à? 5-60 gì phải không? 5-60 cái gì? Cá này rẻ mà. Thịt nó không có gì, không có chắc nên nó rẻ tiền mà. Cá lạc nha vậy hả? Lớn 100 hả? Cá lạc. Thôi không muốn rồi không ăn. Không ăn muốn. Mua cá lạc hả? Bắt con gấp đi làm mà. Hai con hả? Để con con mấy con hình như là gì? Có hai cái lạc. Hai. Thấy không? Nó nói quảng cáo là ăn liền à, 7 bịch. 7 ký. 7 ký á, bịch ký phải không? Đây đi. 80.000 cô chú anh chị ơi, quay quảng cáo là có người ăn liền à, chiên 7 ký nha. Để đi qua đây mua đầu mực quay lại lấy. Vô bịch sẵn đây nè, 7 ký. Kiếm đầu mực gọi lại ông bác vợ lại kiếm đầu mực à. Quay mực hôm nay đó làm mực luôn hả? Quay mực đi ăn. Cá biển này, trên đây đã nhiều rồi. Nhiều cá biển ăn đầu dưới coi giống vậy. Đến với ông bác vợ rồi có đầu ngon không? Có thấy đầu nhiều quá. Có đầu ngon bác Tư. Có đầu ngon bác Tư. Sao không điện cho con? Có điện hai cục của bao. Chắc là 9 giờ mấy á. Thôi điện điện như giờ đó ngủ không ơi. Cho mượn cái đầu á. Xài vô giờ lại đèn chớp. Vô chổng đèn chớp quá quen không được. Ủa xịn luôn á. 150 hả? Để con coi nhiêu ký. Đầu này ngon kệ bữa nay ăn đầu nhỏ của chú anh chị đèn chấp quá. Em ơi cái muối 3 cái mấy giá nhiêu ạ? Nhiêu vậy em? Nhiêu Tú? Không biết giá. Cần đây cần lát đánh giá. Rồi cần đi. Con tầm 2 kg nữa cái tầm nay mới lên xuống gì đâu hôm qua em gửi. 3,7. Bự dữ vậy? Con 7. Có con nhỏ hơn xíu không? Khoan. Bự vậy? Rồi. Không có vậy. 3 ký được. Mắc mà uống mắc mà. Đó. Đó đi. Ừ. Cuối ba này tột hả? Ừ, 265 là tột. 265 ngàn. Rồi, 27 luôn. Ok, muốn vậy 27. Đi, đẹp. 27 có muốn nè. Tột giá, còn 265 ngàn. Bắt con tầm 2 kg luôn. Mấy này mua mấy con muốn bự cho cô mà đặt thực tế này chưa có nữa nè. Nó tầm nhỏ nhỏ, tầm 10 kg, mười mấy kg không. Đặt con ba mấy kg, cô đặt 5-6 con rồi tới nay chưa có hàng luôn cô ơi. Hả? Con có tầm 2 ký nữa. Ký 8 mà được luôn, 2 ký luôn. Rồi bữa nay chia tay tôm phải không? Này ế quá là bắt đầu luôn hả? Lỗ quá hả? Để con coi em mua dùm chắc giá cao, không kẹo mắc quá thì bữa nào ăn. Trời ơi, hôm qua vậy đó hả, dập bồn luôn. Nè, lỗ quá, quá xá lỗ rồi, nay hết dám lấy về bán luôn rồi. Vậy là lỗ là hơn gấp đôi luôn. Lỗ hơn gấp đôi luôn rồi chú anh chị. Bởi ăn tôm này lọc khác bảo tàng là vậy. Chưa. Bởi nhà nói lỗ hàng mấy chục trăm không. Nhiều người không tin. Đó, chết vậy là lỗ dữ lắm. Chết vừa bán có mấy chục ngàn à. Bán còn thiếu nè. Cái gì? Thiếu con cá tầm với con cá muối 2 kg nữa là mua tiếp. Cá tầm lớn hả?
tầm 2 kg. Bác còn có cái tầm 2 kg nữa, cái muốn 2 kg nữa, lộn hoài muốn 2, hôm nay mới tính nhiều, muốn 2 mắc hơn, muốn một xíu, mà muốn 3 mới rẻ hơn đúng không? 2 kg đúng không? Thì chứ được không? Được. Đây vô gẹo chú Quân à. Tôm bữa nay lái nhát cửa hết trơn rồi cô chú anh chị ơi, hết chấm lên rồi. Bữa nay mua đồ không có luôn. Ê chú Quân, chú Quân làm gì à? Làm gì à? Hôm nay có tôm gì, hôm nay tôm ghẻ không? Ghẻ hả? Mua hết đi cho bán ghẻ. Tôm 12 này nhiều mà ghẻ ghẻ không chú? 200. 200 hả? Ủa ghẻ vậy? Bán thế là bán rẻ. 250 kg nè. Tôm càng xanh to to là giá bao nhiêu? Có đó có rẻ không? Nó to vừa vừa thôi. 10 con có không? Có luôn. Giá? 200. 10 con 200 luôn hả? Bán rẻ luôn. Thôi bán còn giá kia luôn. Thôi vậy đấy, to hết luôn đi. Bữa nay sao rẻ quá, xá rẻ của chú anh chị. Chú Quân bữa nay không vui gì hả? Hết lễ rồi không? Vô mùa tôm rồi. Mà bữa nay tôm lóng có không? Có tôm lóng không? Tôm lóng có 2 kg à, giá nhiều. Tôm tư hả? Mua 2 kg đi. Giờ tôm lóng kia bữa nay nó lỗ quá, nó hết dám bán luôn rồi. Tôm 101 rồi, nó hết dám bán rồi. 7 kg tôm 10. Thôi tôm này to. Tôm. Thôi. Này quá xa ghẻ của chú anh chị ơi, mà lái bữa nay nhát cửa hết chấm lên rồi. Thôi lấy tôm càng 10 ghẻ quá. Mua thêm đi là 9 kg. Xào đâu xào? Sen á. Xào mới 200. Người ta hỏi sen tự nhiên à. Mới nói 200 thì bán 200 à. 200 sen ta đang hỏi sen cái tự nhiên nó qua bán xào. Thôi. Xe 10 đây nè. Còn hơi xe 12 220 luôn phải không? Rẻ luôn. Quá rẻ luôn. Chứ đi vô tiệc ăn sao nổi. Tiệc 320 350. Vậy hả? Rẻ hơn 100.000 luôn. Vậy lấy 9 kg đi. 9 kg càng sen 10 nha. 9 kg với 2 kg tôm lóng. Lóng 140 phải không? Tôm lóng bán cho mắc vô, người ta bán 101, bán 140. 80 nó càng kia, nó 80 được. Thôi 80 có bị nhí đầu đổ ăn vậy. Thôi, lấy tầm tư đi cho ta ăn. 9 kg nha. Ok, bữa nay tầm ghẻ quá, sáng ghẻ rồi, mua cho cô chú chị mình ăn ghẻ luôn. Nay lái ê càng hết trơn rồi. Lái nay ê càng hết trơn rồi, hết dám lên rồi, hôm qua tuột cái quần qua nữa rồi. Qua cái vụ này tới sân tùy tới sáng luôn cô chú anh chị. 2 ngày là lái mà tuột quần luôn. Không còn cái quần mặc luôn. Rồi tôm này rẻ nha, bữa nay càng 10 mà có 220 thôi. Gắn bữa nay không? Không hết rồi, nay hết rồi. Bữa nay không có xài. Bữa nay qua tôm quá xa rẻ. Lương ruộng hôm nay không có, để em vô quảng cáo lương ruộng, mai mốt ăn lương ruộng. Lương ruộng nè, cô chú anh chị không gà không có ăn lương. Không. Ôi ôi, lương này ngon nè. Bự cho bá luôn. Mấy nay không có lấy anh ơi. Có làm đến với anh liền. Ếch ruộng nữa nè, quảng cáo ếch ruộng luôn. Không gà ếch ruộng không có mua. Ếch ruộng là cái loại sầu này mua không có được, là mua có loại 130 hả? Loại 140. 140 bữa nay có bự luôn ha.
bữa nay vô lên nhiều quá ấy hả? Mình chứ một bữa hả? Không có ăn đồ nhưng mà không có ăn lương ruộng. Mày gì ta? Trời ơi, nay bán tôm càng nữa ơi. Tôm này tôm càng lúa quá. Ở đây lâu lâu mới có lên tôm mà tôm nuôi lúa. Này không có gặp. Ấy dạ. Để con lát coi tính mới hồi đơn anh kia, để hồi coi nó bán rẻ rẻ mua luôn. Đợi canh sáng. Có số 20 con chị? Số 20 con có không? 25 nhiêu ạ? À? 25 con bán được 300. 300. Lấy em 2 kg đi. 2 kg của người lấy. Ừ. Cái phần có gì phải không? Phần có gì phải không? Nhớ được rồi, đừng quên em được rồi. 25 con, 20 con này không có ăn 25 luôn đi. 300 ngàn cũng rẻ, một bữa 330, 320, 320. Hôm nay 300 rồi rẻ được 20 ngàn. Sò lụa này chắc rẻ à. Này đây chưa lên sò lụa anh ta. Hơn đi. Con quế này ông giá cũ à? Ông có lên xuống gì không ông chủ? Giá cũ à? 150 ngàn cô chú anh chị ơi. Sống luôn nha. Đó, phải ốc đông lạnh nha cô chú anh chị. 150 ngàn. Để coi mấy ký. Lụa hôm nay rẻ anh ơi. Lụa hả? Lụa đang rẻ em à. Rẻ là bao nhiêu? Lụa lại nhiêu em? Lụa nó bốn trượng, bốn tử. Lụa rẻ à? Rẻ đấy, 35 mới rẻ. 35 đi lấy nhiều nhiều anh. Lụa nó chín ngàn anh ơi. Hả? Lụa chín ngàn nó chưa 30. Bên đây 30 hả? Bên này. Nơi lớn này. Lụa 40 ngàn, bự. Còn nhỏ hơn dưới sàn nè. 30. Sò dương nhỏ nhỏ. Dưới này là dương tiết này. Dạ. Mập ha. Nó mập ghê mày. Này mắc anh này. Này mắc anh này. Ở đâu bớt không? Thầy mười mấy ký lận. Nãy bán tôm mà bốn chục rồi. Bự này lớn trên sàn mà. Dưới sàn này hả? Dưới này dưới sàn đó hả? Thôi lấy thằng lớn đi. Để coi cộng bao nhiêu ký. Lấy vô đây nhiều lắm để cộng từ bịch. 40 ngàn mua đồ lớn của chú anh chị ơi. Để nó bán xô nó cũng bán 35 ngàn à. Mua nãy lựa trên sàn rồi. Ê, ngẫu. Này nhiêu vậy em? Này đẹp lắm. Trời ơi, cao quá vậy? Cao quá sao xài nổi. 500 ngàn chia tay luôn. Nay càng ghẹ giá cũ rồi, của chúng chị 304. Có ốc mở rồi anh bảy. Càng ghẹ buồn, chào bá luôn. Xịn sờ lắm. Này ngon quá. Không. Rồi. Không. Không có ốc mở anh bạn. Bạn bán ốc hương nhỏ không? Một xị. Này về lễ ăn chắc ngon. Trời ơi, ông nuôi ngon, ông nuôi ngon. Có em nuôi ngon. Chúng là ăn mà chảy chì. Chảy chì. Phải là chảy chì không? Bảy 80 con á hả? Nó lớn.
phải 70-80 không, này chắc cả 100 con, 90 con. Con này đi mắc chứ gì? Cái này giờ chợ bán 530-550 không có con. Này cao. Cái này mới 70-80 nè. Ăn đây. Thấy không? 70 con đúng không? 70 bảy mấy con nữa thấy không? Rồi cao lắm. Thôi giá cao quá thì làm được. 48 70 con giá cao quá. 5 kg không? Hả? Nhiêu lấy được mấy ký? Trời, bán người hay giá ấy mới được chứ biết sao rồi. Có 2 kg à. Lấy đi 2 kg đi rồi, ủa lấy hết được lát rồi, rồi không hết rồi nó lọt mấy con rồi sao không lấy được mà nó bơm, không lấy được mà nó bơm rồi có thôi xúc xô lại đi nay lên 190 hả? Ủa sao ốc nhỏ vậy, ốc bự đâu? Lớn này, cái này lớn rồi. Ốc nhỏ. Nay lên 10.000 của chú anh chị, ổng gà không có hàng nè. Để coi nhiêu ký, 5-6 ký gì đó không biết. Đợi đi, đợi xíu đi qua hỏi móng tay chứ. Móng tay nè bán nhiều à. Nay rẻ không con? Hả? Mắc hả? 40 con hả? Đồ đâu có lớn không đâu. Nay nay cao vậy? Nay bó mình lên luôn hả? Thiếu đồ hả? Thiếu không mua nữa sao đủ? Qua bộ lót luôn. Như có 5 kg gửi tỉnh hay gì phải nè. Ốc búa đó mắc không? Ốc búa đó mắc không? Búa 90 không? Mấy? 90 không? Này có màu da tươi gì quá trời ngon luôn. Cái này không ai mua hết trơn. Cái này đẹp nè. Ôi xịn sò luôn. 120.000 của chú anh chị. Màu da đó lâu lâu mới về 1 lần nha. Cá mó nãy giờ mua dành vật phải đi sớm thì trễ họ không có nữa nè. Người 85.000 cá mó. Bà Út đi trước là hết hả? Bà mua đó hả? Về giờ này bà về. Bữa nay bà về chưa? Rồi à, rồi bà xui bữa nay bà không có đồ rồi. Không phải không có đồ mà bữa nay Quy nó giấu cho con đó rồi. Giấu mua cả 10 kg cá mó luôn nè. Tới còn chuyện bạn với bà nữa rồi. Cái này mới đang 101 của những anh chị. Phúc. Con thì 100.000. Lựa hết cá mối xanh rồi còn cá mối mối này cũng mà. Đừng lựa hết mối xanh nè. Mấy 2 khay đó mua 6 mua được 2 khay mua hết 1 khay à. Có má béo không chị? Má béo không? Hôm nay chợ không có béo chân à. Nó xanh lên nó xanh lự lắm. Này nhìn này nhiêu? Bao nhiêu à? Nhiêu à? Chợ không có má béo ăn đỡ má xanh của chú anh chị ơi, biết sao giờ. Bộ đẹp lắm chị ơi. Bự chà bá luôn. Bự lắm. Cái kia bên này nhỏ xíu. Để coi. Con tay này mắc quá sao mắc này kiếm cái nào rẻ rẻ có không nữa. Này tự nhiên nó lên 40-50 ngàn. Có nghêu chú mời. Có nghêu không? Có nghêu. Có nghêu vô. Không
ngồi không rảnh không ngủ gì chồng. Nhiêu nhiêu ạ? Còn nhiêu 65 mà hả? Nhiêu bự hết rồi hả? Hồi nghèo mắt. Nhiều. 145 ngàn ghẻ quá. Ngao biển, ngao biển. Thôi lấy nhiêu đi chú Mười, cái này 65 đấy hả? Này cũng bự mà. Lấy 2 bịch 3 với lấy 60 cho rồi đi. Lấy 60 cho rồi đi. 2 bịch 3 với mình bịch 2. Đúng rồi, chút kìa. Đây này, lấy mấy ký để vô này. Hai bịch ba bịch hai ngao thì nói gì đồ biển đồ thiên nhiên mà ngao ngao nhỏ này đang 100 ngàn đó hả? 100 ngàn ngoài kia. Ngao này nhiêu? Ngao này là nhiêu? 60 à? Ủa cái này cũng chừng ngon hơn người ta. Lấy nhau 100 ngàn bự kìa, bà bá kìa. Mà thôi người ta mua nghêu là bấm nghêu đi. Mua con ngao không biết chịu không á. Con ngao nó ngon hơn con nghêu. Con này nó hơi nhỏ hơn con đó xíu. Mày lấy cái này. Thôi lấy đó đi chú Mười. Dạ. Dạ. Tao đóng 101. Ơi, nó mập hơn con nghêu nhiều lắm. Đất ở đây là 101, 102. Đóng là hàng. Còn bao ngon đủ mà ăn gì nữa. Dạ. Mập quá ha. Thử mua thử con này cho người ta ăn coi ta. Đại đi. Có mà mốt mua, mua không có. Mốt kiếm không có. Kiếm không có, này lâu lâu mới vô, mập ghê luôn nè. Lúc chơi luôn. Chơi luôn. Mày chơi này là về mà hai có tận người ta cùng. Không. Đây người ta đóng 101, 102 luôn. Ăn ghiền luôn phải không? Ghiền luôn. Cái này là con ngao nghe cô chú anh chị, ngao biển. Kêu mua nghêu mà ta mua ngao cho ăn thử luôn. Cái nào anh chị nào không lấy cứ trả lại tăng luôn đi. Tăng ăn luôn. Sao chưa á. Cái này mình muốn cho. Cái này tại chú Mười gù con mà mai con bị chửi tại chú Mười đó. Bao ngon phải không? Nguyên chợ bữa nay kiếm xào mai xanh có chứ trời. Mai này cái vỏ cho bự, sắm cái vỏ cho bự ruột có chút xíu xèo. Nay không có mai xanh chứ như ta. Mai trắng này cũng mấy trắng này mấy chục anh Toàn? Mấy trắng 50. 80. 30 cua trong thôi chứ đừng có ngụy. Ở đây không có cần ngụy. Ở vừa 30. Sữa quá. Sữa lúc ghé có 10.000, 12.000. Bữa nay tới 30.000. Sò mai xanh bữa nay không có luôn. Chín sò mai xanh. Móng đẹp không? Móng đó không? Không, móng đó mua gì? Có móng bự không? Bự rồi, anh đưa bự cho anh. Không, ví dụ của anh. Ê! Trời ơi, sao mai? Mai xanh bữa nay đi giáp chợ không có con nào, trên chết rồi. Mai... mai này với mai đen không à? Thôi chắc là cũng mắc lắm đây. Coi thua qua lễ rồi, quá xá rẻ cô chú anh chị ơi. Bữa nay nè chà bá luôn, 5 xị qua 550, hôm nay còn 5 xị luôn. Trời ơi con nào nấy nó bự nè. Ấy dạ mày giữ hả mày? Giữ hả? Trời ơi nó bự bự mà rẻ lên cô bự cô chú anh chị.
lúc mắt á, mắt nó lên con nhỏ nhỏ không à. Rồi con cua này nó ăn hơi mặn mặn, khỏi nêm muối. Thôi quay con bự này cái kiếm không có à. Quá rẻ, quá đẹp. Bán 3kg đi, 3kg à, 3kg gửi Bình Dương à. Nay cô rẻ à. Lấy con mạnh mạnh đi Bình Dương nha. Thử không? Ừ. Con nào chết không? Kiểm hàng mới được, bây giờ phải mua phải kiểm. $500,000 của chú anh chị ơi, quá xá rẻ rồi. Gà này gà tím này không gà nhiêu nha, thấy quá trời luôn, không gà không có review nè. Gà tím này là nhiêu một ký? $100,000, con này thịt nhiều không ta? Thịt nó như gà xanh mình. Dạ hả? Tại nó nhỏ con thôi ha. Thịt nó ngon như gà xanh, ở cái nó không ngọt bằng gà xanh mình thôi. Sức sống nó yếu, thầy mua về dập đá cho ta ăn liền được chứ thả hồ là không nổi. $100,000 của chú anh chị ơi, đó bơ mốt có mua thì đừng mua cho, tại thấy nó rẻ rẻ nè. Mua xô rồi sống chết 60 hả? Lựa 100 phải không? Rồi, này cũng đâu có chết gì đâu, hốt đại đâu, rẻ nè. Ồ, mày rẻ này, mai có người ăn nè, bảo đảm mai có người ăn rồi, sao giá 60 mai có người ăn à? Hốt đại nghe, có chết nè, có quéo quéo nè, vậy đó. Cũng mới chết. Nó thịt nó vẫn ngon. Mới chết không à? Mới chết rồi thịt nó cũng ngon, anh dập đá liền thịt nó còn ngon. Có nhỏ có lớn nha cô chú anh chị. Hốt là hốt xô 60,000. Cái này mua về đâm ra nấu canh cũng được. Đúng không? Đúng ngon rồi. Cháo cho em bé ăn. Rẻ. Quá xá rẻ luôn rồi, con này. Con này mới thấy năm nay có, năm rồi đâu có đâu ta. Đâu mà lên quá trời mà lên luôn nè. 60,000, 60,000 súp solo, xô hen luôn. Mai có ăn nấu canh nấu gì đó thì mua tăng nấu. Mua gì? Ăn nhạc ăn không vừa không? Thôi nó không vừa, không có ăn đâu. Thì xuống trả tiền gẹo chú Quân xíu. Nè tôm bữa nay nó dám que dám quất nè, bữa nay hết dám lên rồi, ê càng ê mỏ hết rồi. Lỗ con xúc cái đá quần ấy. trả tiền lỗ 10 triệu hả? Kêu mấy cô vô gì chú bác gì đó là mua ủng hộ lại lấy lời lại à. Nhiều hả? Có 9kg à, 2kg lắm không có đưa luôn rồi, đi mua rồi. Dạ 2kg lắm rồi quên gì vậy? Thiếu luôn. Bữa nay vui rồi ha, bữa nay vui rồi ha. Lỗ bữa nay lấy lại. Lỗ cũng như không lỗ mà là cũng như không lời. Lấy lại từ từ thì lấy ra nửa tháng là lấy lại. Không lấy lại thôi nghỉ bán luôn cho rồi đi. Bán gì mà có khách bán. Rồi trả tiền đi mua đồ mới luôn rồi. Bữa nay quá xá rẻ, ổng bán tôm ổng bán theo mùa. Lúc nào cũng vui, không bán rẻ, lúc nào cũng buồn, không bán mắc. Cái máy tính nó còn giống tôi luôn. 130 luôn. Trứng luôn. Trứng, trứng, trứng. Cái này mấy ký? Cái này mấy ký? Cái chừng 4 ký à. Đây hết luôn đây, còn dưới kìa. Thôi má. Ở dưới còn nữa hả? Còn miếng à. Dưới còn thì lấy 3 ký để bán đi. Tưởng đâu trong gỗ này hết lấy giùm cho. Đi còn dưới còn giờ bán được. Phải không? Vụ đâu mày. Chốt rồi không? Mua giá sáng rẻ tối nó bán 150. Chút bự. Của con má ơi. Vừa bự thiệt, cho má luôn. Rồi, 4 ký luôn. Trời ơi, chốt luôn. Đó, dạ.
đổ bọc luôn đi. Đổ bọc luôn. Cá này bơm đi nó cũng chết rồi. Để đây. Cá đầu, cá đầu. Cá khô đầu này cô chú anh chị mình có ăn từ 5 kg rồi nó lên 10 kg rồi. Trời cái đầu trẻ này nhiêu ngon quá trời vậy. Phi lê ngon quá hả? Nhiêu chị? 450 rồi. 400 mấy hả? Phi lê ra ha mà sạch xương luôn không? Không có miếng xương nào luôn. Ờ à, cái này mấy người già ăn được, người lớn tuổi ăn được rồi cô chú anh chị. Cực kỳ luôn. Cực kỳ ngon luôn. 450 1 kg à. Đó là không còn miếng xương nào luôn á. Còn miếng xương phi lê sạch luôn hả? Cái này là sạch sẽ luôn, này là đẹp. Ừ. Này sạch sẽ luôn. Không còn luôn. Không còn luôn hả? Không còn miếng xương nào luôn. Ừ. Còn cái nguyên con nhiêu mà. Nguyên con này nó nay nhiêu? Bự mà. Nguyên con này là 180. Cô chú anh chị có ăn thì dặn tăng trước nha, để dặn dựa đem lên. Chứ để không có bán mỗi ngày đâu, dặn á, dặn mới có. Đó. Có sạch xương luôn, những người lớn tuổi ăn được nè. Khô này gửi đi nước ngoài được nè chị. Đúng rồi, này nước ngoài là ngon rồi. Ừ. Này dặn trước mới có nè, ăn hiếm luôn. Này hiếm luôn hả? Ngon quá ha. Rồi đem lên chiên ăn, trời ơi, ăn cơm, ăn, ăn no bể bụng luôn. Ăn cơm mày dài đi với rượu. Nấu canh khoai, khoai mỡ, khoai tím, khoai từ rồi trời ơi. Ăn bể bụng luôn. Ở đây có chợ này trên kênh con có hai người thích. Sao che lại đưa cái mặt ra cho tao biết. Có gì xáo với chú Quân hả? Ăn chay hả? Ai không biết đúng mày. Dì sáu của băng chay, chú Quân của băng chay. Có hai người. Chú Quân kia kìa, chú Quân bán tôm kia kìa. Ổng cũng ăn chay luôn. Ăn luôn tới giờ luôn. Bạn ơi, cá bóng đục đâu bạn? Làm 2 kg bạn. Đẹp bự bự đi. Đại đi về rồi bạn ơi. Không, không, đùa ơi, đùa ơi. Mấy con chứ thùng bán thôi. Này có cá hố. Bóng đục này nhiêu vậy bạn? Nhiều. 1.3 bạn. Ở lắm 1.3 nhỏ hơn không? Cá hố cổ cò đó nó rẻ không? Bữa nào mua về mấy con chiên rồi thử coi. Cổ cò 1.1 hả? Cá gái nè, ấm gầy nè kiếm quá trời, lâu lâu cái có, bữa mua cái không có. Cá này mấy chục, 80 hả? 80. Cá này làm gì ăn quen, chiên hả? Cá này nấu chín lên ăn luôn. Con cá gái mỏ nhọn kia nữa mà hiếm lắm không? Đúng rồi. Mỏ nhọn quắc luôn á, dài gần khúc vậy nè. Gái kia lai cá lưu thia. Cá kia nhìn nó lạ lắm mà không có gặp. Bữa nay kiếm cá gặp không có con nữa. Có, con bự quá. Bự quá, cái đổng. Cái đổng này nhiêu sao? À, quá đẹp. Quá tươi luôn. Quá xịn sò luôn, nó tươi. 85.000. Cái cam này mua về nướng với bạc được nè. Cái cam Phú Quốc hả sao? 70.000 cô chú anh chị. Ờ. Cá ngon ghê luôn. Cá từ xịn sò luôn ha. Cá này làm gì ăn ta? Nó ăn chua được không? Ủa cái răng. Con này là bữa nay nhiêu? Trời ơi, cái nàng năm nay mà lên dữ vậy trời. Mắc hơn cá sông luôn hả? Cái nóng lạnh chưa? Hồi nãy lấy lại cái này cho người ta đi, không chịu lấy. Thôi đi rồi, nghỉ luôn đi. Rồi, 103.000, năm nay cái nàng hay đỉnh luôn, cá thác lá cồm. Nay ai nuôi là giàu nứt trứng luôn. Nuôi đi, nuôi lên cái nó rẻ còn 40.000. Ủng ủng nhau nuôi. Thường nó năm mấy ngàn, 60.000 mà nay lên. Nó lên tới 40.000. Rồi. Lên quá trời lên à. Đầu vô trễ mà nó đẹp ghê luôn cô chú anh chị. Ủa này chớp. Quá trời đã luôn. Quá đẹp. 2:30 sổ giá sáng á, rửa vô phương bán nổ, vô phương bán nổ giá sáng mà đi mua giá sáng với mày sao mua, mấy người bạn hàng giá sáng trả giá bèo lắm, mấy dựa rồi nhờ bán đầu hôm
bạn hàng nhất này là đi mua giá rẻ của cô chú anh chị. Bãi mua mà đồ khi không có đồ ngon nữa. Có người sao ổ sao thấy tăng quay đẹp quá mà đi sáng không có đồ đẹp. Đồ đẹp là mấy người đâu đi đầu hôm rồi ta mua đồ ngon hết rồi sáng đâu còn đồ đẹp đâu. Hên nói mày trễ ấy chợ thì mấy còn đồ đẹp thôi. Cái xe lên trễ rồi đó. Đồ là còn giấc sáng còn loại 2, loại 3 rồi không à. Nên nó không có ngon. Sầu huyết đi. Sầu huyết đi. Sầu huyết hả? Cái này sầu huyết hả? Sầu huyết hay sầu lông? Sầu lông mà. Cái này là bao nhiêu? Cái này mua về xào được à? Nay tới công chuyện thiệt mà. Nó căng được nhiêu nó căng. Cái lỗ rồi. Đâu còn mà kêu à. À lỗ rồi. Lỗ rồi bây giờ 3 kg bây giờ ra nước kia nọ còn có được 2 kg rưỡi. Rồi cái này cái 8 tính của chú anh chị mình 2 kg tại vì mua 3 kg lần nó chảy nước nãy giờ tại nó bị bể của chú anh chị. Nó ra nước nó nhót. Giờ mua cái khác đền nãy giờ em làm gớt nè, nó kéo độ làm gớt 3 cái cua lột mua 500.000 bây giờ nó gớt cái bể chảy nước ra nè, giờ bán đang mới đăng bài bán nè, bán nè cái 8 tính 2 kg lấy 600.000 lại nó lỗ nhiêu lỗ. Cô chú anh chị nào có ăn không nè, có ăn thì lấy tại cô sống không rồi tăng dập tại nó bị gãy càng á, nó gớt cái gãy càng của chú anh chị, người đóng Bình Dương mà giờ gãy càng hết trơn này đâu có giao được. Này là mấy anh em nó làm xe sức quá. Giờ mua mấy cái cua này lỗ mấy trăm ngàn. Bữa nay lỗ à? Lỗ chắc cũng cả 500 ngàn. Cái gì? 600 ngàn á chứ. Mất ký nữa à. Lãng qua trả qua vụ cua còn mấy cua sống được có nữa. Nửa ký lô à. Cua ngon cua chú anh chị nha. Cua sống tăng nhập á chứ không phải là cua chết đâu tại nó rớt gãy càng. Bán đỡ không? Bữa nay được nhiêu ký? 80. Rồi. Thôi đi vậy. Hôm qua có hốt tôm càng bán không? Qua rẻ quá trời mà. Không dám hả? Hai bữa rồi. Gì? Tôm càng 20.000. Bán giá sình, giá tôm chết, giá khỏi lật đầu luôn. Lái qua lỗ mắt trắng luôn à. Thôi đi về đi giao đồ. Đi mua mấy cái cua lột Nam nó làm gớt cái ụp cái rồi xong lỗ luôn. Gãy càng gãy ngoe hết trơn 3 kg. Mua 500 ngàn bán 300 ngàn chơi. Thôi hôm nay ta quay đến đây là kết thúc cô chú anh chị ha. Hôm nay về cũng giao đồ, hôm nay nghỉ hết hàng xếp rồi. Giờ phải đi giao mấy cái người ở tỉnh đó. Cô chú anh chị nào xem video có thích thì nhớ bấm like với lại lượt đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha. Hôm nay về giao đồ sớm.